Xin chào tất cả các bạn, lại là Mr. Zero đây. 10 khoảnh khắc thăng trầm đáng nhớ của Ronaldo ở MU. Báo ấy tiết lộ, đội chủ sân Old Trafford đang xem xét một cách nghiêm túc về việc thực hiện động thái chuyển nhượng cho Cristiano Ronaldo. Theo nguồn tin trên, Phó Chủ tịch Edward đã có một cuộc thảo luận với nhà Galas về siêu sao người Bồ Đào Nha. Ban lãnh đạo Quỷ Đỏ tin rằng hiện tại có thể là thời điểm hoàn hảo để thực hiện thương vụ này vì đang có một cuộc khủng hoảng nhỏ tại Juventus. Cristiano Ronaldo từng trải qua 6 mùa giải thành công ở Manchester United trước khi chuyển sang khoác áo Real Madrid vào năm 2009. Cùng Mr. Zero điểm qua 10 khoảnh khắc thăng trầm đáng nhớ của Ronaldo ở MU. Và các bạn cũng đừng quên bấm subscribe kênh YouTube và like fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận nghe những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Nhắc đến Cristiano Ronaldo, không thể không nhắc đến Manchester United. Dù phá hàng loạt kỷ lục với câu lạc bộ Real Madrid, nhưng chính MU mới là bệ phóng cho CR7 có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng nhìn lại 10 khoảnh khắc ấn tượng nhất mà Ronaldo đã có được tại Manchester United thông qua clip ngay sau đây. Ngày 8 tháng 8 năm 2003. Đây là một trong những dấu mốc lịch sử không chỉ của Ronaldo mà còn của cả câu lạc bộ Manchester United. Ngày mà chiếc áo số 7 huyền thoại của đội bóng này, chiếc áo đã từng được sở hữu bởi những cầu thủ vĩ đại như George Best, Brian Robson, Eric Cantona và David Beckham đã được trao cho một cầu thủ trẻ tài năng mới được đưa về từ Sporting Lisbon với cái giá là 12,24 triệu bảng. Khi đó, Ronaldo mới 18 tuổi và chỉ một tuần sau khi anh xuất hiện trước sự ngưỡng mộ của toàn bộ giải Ngoại hạng Anh với màn trình diễn ấn tượng trong trận đấu với Bolton Wanderers. Phút 60 ở trận đấu giữa MU và Bolton Wanderers trên sân Old Trafford, Cristiano Ronaldo vào sân thay cho Nicky Butt. Lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo MU, Ronaldo nhận nhiều tràng vỗ tay từ cổ động viên. 30 phút ra mắt, Ronaldo không ghi bàn, song để lại khá nhiều ấn tượng vì những pha bóng kỹ thuật và tốc độ. Huyền thoại George Best từng gửi lời động viên đến số 7 mới của Old Trafford. Tôi chưa từng thấy màn ra mắt nào ấn tượng hơn Ronaldo. Tháng 11 cùng năm đó, Ronaldo ghi bàn thắng đầu tiên cho MU từ một quả đá phạt trực tiếp trong trận đấu với Portsmouth. Pha bóng này, CR7 xuất phạt từ vị trí không thuận lợi bên cánh trái. Ý đồ ban đầu, Ronaldo muốn tạt vào trong cho đồng đội. Dù vậy, đường bóng hiểm bất ngờ xuyên qua một loạt cầu thủ khiến cho thủ môn Portsmouth bất ngờ và không thể cản phá. Ngày 22 tháng 5 năm 2004, mùa giải năm 2003-2004, MU lần lượt thất bại ở cuộc đua vô địch Premier League, Cúp Liên đoàn Anh và Champions League. Đội chủ sân Old Trafford chỉ còn một cơ hội để thoát khỏi cảnh trắng tay là trận chung kết FA Cup năm 2004 và Ronaldo đã tỏa sáng ngay thời điểm mà Quỷ Đỏ cần anh. Dù mới 18 tuổi, nhưng Ronaldo đã được góp mặt trong trận đấu cuối cùng của FA Cup, danh hiệu lâu đời nhất trong lịch sử bóng đá Anh Quốc. Được chơi tại sân Thiên Niên Kỷ, xứ Wales, CR7 không bị choáng ngợp, chính anh là tác giả của bàn thắng mở tỷ số bằng cú đánh đầu ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Sau đó, anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của câu lạc bộ. Tuy nhiên, khi đó, nhiều người vẫn nghĩ rằng cần phải có nhiều thời gian nữa để Ronaldo trở thành một trong những cái tên xuất sắc nhất trong làng bóng đá thế giới. Ngày 1 tháng 7 năm 2006, đây là tình huống khiến Ronaldo bị cả nước Anh ghét bỏ sau khi có hành động không đẹp với người đồng đội trong màu áo của Manchester United, Wayne Rooney, trong trận đấu giữa đội tuyển Anh và Bồ Đào Nha ở vòng chung kết World Cup diễn ra ở Đức. Sau khi Rooney có pha vào bóng có phần thô bạo với Cavajo, Ronaldo đã tác động để trọng tài trút quyền thi đấu của tiền đạo người Anh. Ngay sau đó, cái nháy mắt đầy ẩn ý với ban lãnh đạo Bồ Đào Nha đã khiến Ronaldo là chủ đề của những giận dữ từ người hâm mộ bóng đá đảo quốc sương mù, thậm chí là cả những tín đồ yêu bóng đá đẹp trên toàn thế giới. Bồ Đào Nha vượt qua Anh trong loạt luân lưu trước khi thua Pháp ở bán kết và sau đó về hạng tư. Báo chí Anh tỏ ra khá gay gắt với Ronaldo khi cho rằng CR7 là một phần lý do khiến Rooney bị đuổi ra khỏi sân. FIFA năm đó đã từ chối trao giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải cho Ronaldo vì cho rằng hành vi của anh trong tình huống Rooney là không đúng mực.
Thế nhưng sự thật là Rooney đã bị đuổi khỏi sân vì đạp lên Ricardo Carvalho, một lỗi không thể không bị thề đỏ. Và những gì Ronaldo làm theo Rooney chia sẻ là điều các cầu thủ khác cũng sẽ làm khi ở vào trường hợp tương tự, giúp đội mình có lợi thế hơn người trên sân. Vì các cổ động viên và dư luận Anh nghĩ Ronaldo phải đặt mối quan hệ đồng đội ở cấp câu lạc bộ lên trên lợi ích của quốc gia mình, cho thấy sự ngây thơ khó tin và tinh thần fair play của họ. Ngày 22 tháng 4 năm 2007, sau khi trở lại với ngoại hạng và người hâm mộ bóng đá Anh cũng dần dần nguôi giận, Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng tỏ tài năng xuất chúng của mình. Kết quả là trong mùa giải năm đó, cầu thủ này ẵm luôn giải danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Đây là lần đầu tiên sau 30 năm mới lại có một cầu thủ nhận được vinh dự này. Trước đó là Andy Gray. Ngày 12 tháng 1 năm 2008, chiến thắng tưng bừng 6-0 của MU trước đối thủ Newcastle United thêm ý nghĩa với cú hat-trick đầu tiên của Ronaldo trong sự nghiệp tại Old Trafford. Đây cũng như là lời khẳng định thủy chung của CR7 với đội chủ sân Old Trafford sau những lời bàn tán ra vào rằng anh sẽ sớm ra đi. Bàn thắng đầu tiên của anh được ghi từ cú sút phạt mang đúng thương hiệu CR7. Hai bàn thắng tiếp theo đều chứng minh được khả năng dứt điểm đa dạng và siêu việt của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Cuối mùa giải, CR7 kết thúc với 42 bàn thắng, một kỷ lục đối với một tiền vệ. Ngày 19 tháng 3 năm 2008, lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng của Manchester United ngay từ đầu, đó là trận đấu với Boston Wanderers. Chiến thắng trong trận đấu này giúp đoàn quân của Sir Alex Ferguson tiến gần đến chức vô địch giải ngoại hạng thứ 2 liên tiếp. Ngày 21 tháng 5 năm 2008, năm 2007, năm 2008 là mùa giải Ronaldo đạt đến đỉnh cao sự nghiệp dù anh chỉ mới 23 tuổi. Sau khi lên ngôi đầy thuyết phục ở Premier League, MU góp mặt ở trận chung kết Champions League cùng Chelsea. Giữa bối cảnh MU bị The Blue áp đảo, Ronaldo bất ngờ ghi bàn mở tỷ số ở phút 26. Tình huống này, ngôi sao người Bồ Đào Nha bật cao đánh đầu từ quả tạt như đặc của Wes Brown. Đây cũng là bàn thắng thứ 42 mà Ronaldo ghi được cho MU trên mọi mặt trận. Đáng tiếc cho cá nhân Ronaldo khi MU bị Chelsea gỡ hòa ở phút 45 và trận đấu phải kéo dài đến hiệp phụ. Sau 120 phút, MU và Chelsea vẫn hòa nhau 1-1 và cả hai phải định đoạt số phận ở loạt luân lưu may rủi. Ronaldo nhận trọng trách thực hiện quả 11m thứ 3 cho MU, nhưng cú sút quá hiền của anh đã bị Peter Cech bắt bài. Những tưởng MU sẽ nhận thất bại, luật luân lưu vẫn tiếp tục bởi cú trượt chân lịch sử của John Terry. Sau đó, Edwin van der Sar cản phá cú sút của Anelka, đưa MU lần thứ 3 lên đỉnh châu Âu. Trong khi các đồng đội ăn mừng điên cuồng trên sân, Ronaldo liên tục bật khóc vì cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Suýt chút nữa, Ronaldo đã là tội đồ của toàn đội. Ngày 8 tháng 1 năm 2009, một trong những ký ức hiếm hoi không vui của CR7 tại MU có lẽ là tai nạn trên đường đến trung tâm huấn luyện Carrington trên chiếc xe Ferrari 599 GTB. Vụ tai nạn này diễn ra vào lúc 10 giờ 20 hôm ngày 8 tháng 1 năm 2009 theo giờ của địa phương. Trong đoạn hầm trên đường A538 Atrinchan gần sân bay Manchester, cảnh sát xem xét hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Ronaldo cho kết quả âm tính. Đường lúc đó vắng nên vụ tai nạn không gây thương tích cho ai. Phần sau của chiếc xe không bị hư hại nhiều như phần đầu. Theo nhận định, rất có thể Ronaldo đi với tốc độ cao nên mất lái đâm vào hàng rào trắng trong đường hầm. Rất có thể chiếc xe này sẽ bị vứt vào bãi rác vì hư hại quá nặng. Nhưng may mắn là Ronaldo không bị chấn thương và có vẻ anh bảy cũng chẳng thương tiếc gì chiếc xe đắt tiền của mình. Đơn giản vì trong bộ sưu tập xe của mình, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn còn đầy cái đẹp. Chiếc xe bị tai nạn của Ronaldo có giá khoảng 200.000 bảng, tức là chưa bằng 2 tuần lương của anh ở thời điểm đó, khoảng 120.000 bảng mỗi tuần. Ronaldo như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ ít ngày sau đó, người ta lại thấy anh rời sân tập Carrington sau buổi tập chiều trên chiếc Bentley màu xanh. Nhiều người còn nghĩ sâu xa hơn về việc mối tình giữa MU và Ronaldo đã chấm dứt khi chiếc xe tai nạn có màu đỏ. Và sau đó, cầu thủ này hầu như chỉ đi những chiếc xe màu trắng, màu áo truyền thống của Real Madrid. Ngày 10 tháng 5 năm 2009, thái độ xuất xử của Ronaldo được thể hiện rõ nét sau khi bị thay ra trong trận derby giữa MU và Manchester City. Sau khi đã ghi được hai bàn thắng, Ronaldo bị huấn luyện viên Sir Alex Ferguson thay ra và đã phản ứng rất hỗn hào.
Mặc dù đã được chiến lược gia người Scotland tha thứ sau đó bằng cách tạo điều kiện để anh thi đấu trong trận với Wigan, nhưng Ronaldo tiếp tục thể hiện thái độ không tôn trọng với Scarlett sau khi bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn và bị huấn luyện viên này quở trách trong trận đấu đó. Trận derby thành Manchester hôm ngày 10 tháng 5 năm 2009 cũng là trận cuối cùng Ronaldo nổ súng cho MU. Tình huống diễn ra ở phút 18, Ronaldo đứng trên chấm phạt và anh tung cú sút lạnh lùng đánh bại thủ môn Sae Given. Sau 6 mùa giải khoác lên mình chiếc áo của MU, Ronaldo ghi 113 bàn. 84 trong số đó ở Premier League, 3 trận cuối cùng là mùa giải năm 2008-2009, Ronaldo đều tịt ngòi. Gặp Barcelona ở chung kết Champions League năm 2008-2009, Ronaldo chưa đầy nỗ lực, song không thể giúp MU tránh khỏi thất bại 0-2. Mùa giải năm 2008-2009 kết thúc, Ronaldo chia tay MU để chuyển sang khoác áo Real Madrid. Ngày 11 tháng 6 năm 2009, đó là ngày mà tất cả Man Utd đều không thể quên. Manchester United đồng ý bán Cristiano Ronaldo cho Real Madrid với giá chuyển nhượng là 80 triệu bảng, kỷ lục của bóng đá thế giới ở thời điểm đó. Và từ khi Ronaldo rời ở Trafford, người ta vẫn chưa tìm thấy một số 7 vĩ đại khác ở nhà hát của những giấc mơ. Manchester United đã thất bại trong việc tìm được một người mặc vừa chiếc áo số 7 huyền thoại. Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay và Alexis Sanchez đã quá rộng đối với tất cả những cầu thủ tài năng này. Vừa rồi chính là 10 khoảnh khắc thăng trầm đáng nhớ của Ronaldo ở MU. Theo bạn, khoảnh khắc nào trong số đó là ấn tượng nhất? Hãy chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!